từ. Kêu thêm mì thăng long. Kêu thêm chén thăng long hả? Thăng long là tổ ong. Là tổ ong. Cô ơi, cho con thêm chén thăng long tổ ong. Dắt mì luôn con, trộn dắt mì vô luôn. Trộn dắt mì vô cái tô đó luôn. Dắt mì vô đó luôn. Không, không, cô có mì gói không? Thôi lấy ổn mì với chén. Chiên gì? Chiên đổ cho chiên đó con. Thôi thử, thử món đó. Chiên bỏ dầu đi, chiên bỏ mặn. Là con thử.
bánh mì đó em ơi. Cái này là thăng long. Cái này ngon lắm, giòn giòn ngon. Món phải lâu chiên xong rồi đây nè. Chắc thử miếng. Bao nhiêu bia lạc ngắt không có vị gì hết trơn. Chắc phải lâu mà chưa biết hết tên của mày. Như cái chiên này nó giòn, nó dai hơn. Giống như là thơm mùi gì đó. Có tỏi mà hôm nãy có bỏ tỏi mà có. Hôm nãy mùi đường á, tại phải nói là nó có đường rồi. Đường có mùi đường. Đường bán. Trời mưa cảm giác ngon, ngon. Món này giống như là đặc trưng của tuổi teen. Mình là mãn teen.
mưa chắc ngồi kêu thêm mấy chén nữa. Này, phèo. Chỗ khoai lấu phèo là ngon nhất, với thăng long là ngon nhất. Phèo chiên dai. Nó ngọt quá. Chén nước cho bánh mì. Lên chén thanh long đi, thanh long của ông đi. Còn em được hết rồi. Chỉ nước thôi. Chỉ chén nước chấm bánh mì. Để thanh của ông đi. Thôi, cho con chén tổ ong đi cô. Nhiều nước chút thôi. Tổ ong thôi. Khoai lấu mà lúc trời mưa lại ngon ta. Còn mà đang thiếu rau răm. Rau răm hả? Hả? Rau răm hả? Ở chỗ vô thời điểm mới có rau răm. Trang này nữa dài hết luôn. Mưa nữa lấy nữa.